Kính thưa quý vị, sau khi tôi báo lỗi căn nhà yến này về tổng thể thì quý vị xem kênh YouTube. Và cái nhà yến này bộ âm nó không được tốt nên là tôi đã phải chạy cho ông bà chủ một bộ âm mới. Và đây là cái kết quả khi mà giờ này là 9 giờ 10 giờ trưa và tôi đã bật một bộ âm lên cho quý vị thấy. 9 giờ sáng rồi. Tôi chạy bộ âm demo cho ông chủ và chủ. Đây là âm chúng tôi chạy cho khách hàng khi đến thăm nhà yến mà nó có phần lỗi âm. Thưa quý vị, khi lỗi âm là chúng tôi phải chạy âm ngay, thay âm ngay để mua âm rẻ làm plan chim cho ông bà chủ thôi. Chúng tôi không có tiếc bất kỳ gì cả. Và cái âm này thì nó kỳ lắm, nó cứ lóc ca lóc cóc lóc cà lóc cộc, cái chả giống ai cả. Thưa quý vị, nghe nó chả đâu vào đâu cả. Đây là một cái vườn việt rất là đẹp đẽ, vườn cây ao cá nhà yến tuyệt vời nhất. Và đây chim đi ăn đây cực kỳ khủng khiếp luôn. Đây là cũng là chim đang đi ăn mà khi tôi bật âm nó đến này. Và nó chơi hình thành vì hôm nay nhà ông chủ có mẫn còn cái lo dù trên kia nên nó vẫn còn đóng trà đóng trống ở trên đó, không chịu xuống đâu quý vị. Một lát nữa thôi quý vị, tôi vừa cắm âm vào khoảng tầm một phút đồng hồ, chưa đến một phút đồng hồ. Chưa đến một phút đồng hồ đâu quý vị nhé. Nên là việc ông chủ và chủ thì tôi đã hướng dẫn xử lý là những cái nằm gió như thế kia rồi. Rất là kỳ cục, chưa có kỳ cục các. Và đây nó đang hình thành cái vòng tròn của nhà yến này quý vị này. Đang hình thành cái vòng tròn luôn. Đây là toàn bộ chim mà đang đi ăn ở khu vực này, nghe âm là cái hóng hóng. Và đấy quý vị thấy không? Chúng tôi là một cái đơn vị chuyên đi sửa chữa nhà yến, đồng thời cũng làm cung cấp cho toàn bộ những cái giải pháp cho nhà yến tại Việt Nam. Đặc biệt là những bà chủ như thế này đấy, phải biết cái lợi thế của mình như thế nào và đó là sử dụng những kỹ thuật mà mới nhất, đơn giản nhất, dễ vận hành nhất để cho một cái nhà yến nó phát triển bền vững lâu dài. Và đây mỗi một lúc đến càng mỗi một lúc nó đến một đông nha quý vị nhé. Đấy, và cái nhà yến này tôi đảm bảo quý vị rằng là nó chơi cả ngày luôn, vì đây nó thức ăn, nguồn thức ăn nó là kinh khủng lắm, tuyệt vời nhất, nó không kém gì một nơi nào đó. Đây, đang bay từ bên ngoài mới vào này và nó quay như trống trống luôn. À, đến quay nhông chóng này quý vị này. Tôi thì tôi không có tiếc bất kỳ ai cái gì cả. Đặc biệt là khách hàng của mình đã tin tưởng mình xem kênh YouTube Yến Xào Rồng Vàng và đã gọi cho tôi. Quý vị không nề hà gì cả mà cứ bắt máy cho tôi có thể giúp cho quý vị cho những cái gì mà tôi có thể giúp được cho quý vị. Vì chúng tôi ở một góc độ là một cái người làm nghề thì chúng tôi luôn đặt cái vấn đề làm nghề lên và bền vững cho nghề yến Việt Nam nói chung, không riêng nhờ cho tôi mà cho tất cả mọi người trong khi tham gia vào cộng đồng nhà yến. Và mỗi mỗi lúc thì nó sẽ đông hơn rất là nhiều thưa quý vị ạ. Và bây giờ thực sự nó là vào buổi trưa rồi, nó không còn phải là một cái buổi mà hoàng hôn đến là chim về nữa thì chúng tôi